Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là Thanh Thanh. Thưa quý vị, liên tiếp trong vòng một tuần, Triều Tiên gần 10 lần phóng tên lửa ra biển, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm trung IRBM với tần suất chưa bao giờ dày đặc như vậy. Câu hỏi đặt ra vì sao lại có hiện tượng bất thường này và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến địa chính trị Đông Bắc Á? Và hôm nay để cùng với quý vị bàn luận về vấn đề này, chúng tôi có mời đến trường quay anh Hoàng Việt. Xin chào anh Hoàng Việt. Dạ vâng, xin chào chị. Vâng, anh Hoàng Việt, theo quan điểm của Triều Tiên thì Hàn Quốc là phần lãnh thổ chưa thống nhất và họ đặc biệt nhạy cảm với những mối hợp tác quân sự Nhật-Hàn bởi cả hai miền đều từng là thuộc địa của Nhật Bản trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và có ý kiến cho rằng Triều Tiên liên tục thử tên lửa và đây là một cách để họ phản đối cuộc tập trận chung của Hàn Nhật với bên thứ ba là Mỹ. Thì quan điểm của anh như thế nào về vấn đề này? Dạ vâng. Chúng ta biết được rằng là mới nhất là ngày 4 tháng 10 thì Triều Tiên đã bắn quả tên lửa mới nhất và quả tên lửa đó là quả tên lửa tầm trung. Còn trước đó thì trong một tuần liên tiếp là Triều Tiên đã bắn 4 quả tên lửa và hầu hết là những quả tên lửa tầm ngắn. Những cái cuộc thử nghiệm tên lửa như vậy thì nó lại mang lại những thông điệp rất nhiều, những cái thông điệp khác nhau đối với cả các quốc gia liên quan. Vậy thì một cái câu hỏi như chị vừa đặt ra đó là vì sao mà Triều Tiên lại phóng quả tên lửa như vậy? Thì chúng ta cũng biết được rằng là cái mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên nó đã căng thẳng từ rất lâu. Đối với cả Triều Tiên thì Mỹ vẫn kẻ thù mà không đội trời chung. Và đương nhiên bên kia thì Hàn Quốc là một cái đồng minh quan trọng của Mỹ. Thì nó cũng là một cái vấn đề mà giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, tuy là một cái quốc gia thống nhất trước đây mà sau này thì đã tách ra trong chiến tranh lạnh. Và hai bên thì có những cái lúc mà căng thẳng vô cùng. Đã có những lúc thì tổng thống trước của ông tổng thống đời này là ông đã Moon Jae-in, ông đã muốn rằng là hòa hoãn và có thể là thống nhất được liên triều. Thế nhưng mà khi mà tổng thống mới của Hàn Quốc là ông Yoon Suk-yeol lên thì ông đã thấy rằng là cái việc mà đối thoại không giải quyết được vấn đề. Cho nên ông đã thúc đẩy cái chính sách đối ngoại đó là gắn chặt quan hệ với cả đồng minh thân thiết của mình, đó là nước Mỹ. Và bên kia là nước Nhật, một cái trục của mình. Và trong cái bối cảnh đó thì Hàn Quốc và Triều Tiên đã có nhiều lần căng thẳng. Và đặc biệt người ta tính rằng là bắt đầu từ khi ông Tổng thống mới Yoon Suk-yeol trở thành Tổng thống thì cho đến nay Triều Tiên đã bắn tất cả là 9 lần tên lửa, trong đó có 21 là cái tên lửa đạn đạo và 2 lần là tên lửa hành trình. Và như vậy thì trong đợt mới nhất thì những cái thông điệp của Triều Tiên muốn gửi tới các bên là cái gì? Thì thứ nhất chúng ta được theo các nhà nghiên cứu, đặc biệt là giới tình báo của Hàn Quốc thì cho biết nó có những cái thông điệp. Thứ nhất là cái thời gian vừa rồi cũng là cái thời gian kỷ niệm cái ngày truyền thống của lực lượng vũ trang của Hàn Quốc và thành lập cái hệ thống ba trục. Đây cũng là một cái lời đáp trả của Triều Tiên đối với cả Hàn Quốc trong chuyện này. Cái hệ thống ba trục được coi là một cái hệ thống mà do lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã thiết lập ra trong cái việc là thứ nhất là cảnh báo sớm những cái nguy hiểm, những cái vũ khí hạt nhân từ phía Triều Tiên. Và thứ hai là có thể là bảo vệ đất nước trong trường hợp bị nguy hiểm. Và thứ ba là thực hiện những cái chiến dịch trả đũa quy mô lớn khi mà bị tấn công những cái tên lửa hạt nhân từ phía Triều Tiên. Kỷ niệm thành lập lực lượng vũ trang của Hàn Quốc cùng với cả hệ thống ba trục đó thì Triều Tiên cũng muốn nhắc nhở rằng Triều Tiên vẫn là một cái sức mạnh, một cái thực thể đầy sức mạnh. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là chúng ta cũng biết rằng là như chị nói đấy, là cái cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn đã khiến cho Triều Tiên cảm thấy nóng mắt và đây cũng là một cái thông điệp của Triều Tiên gửi tới ba bên. Và chúng ta cũng không quên là cuối tháng 9 thì Phó Tổng thống của Mỹ là bà Kamala Harris đã có chuyến thăm tới Hàn Quốc và bà có ghé thăm cái căn cứ quân sự Hàn Quốc tại đó. Thì đấy cũng là cái câu trả lời của Triều Tiên, cái thái độ của Triều Tiên phản ứng lại trước những hành động đó. Và vấn đề thứ ba quan trọng hơn đó là các nhà nghiên cứu, các nhà tình báo của cả phía Mỹ và Hàn Quốc đã xem xét cái việc thử nghiệm những cái vũ khí, những cái tên lửa hạt nhân này của phía Triều Tiên. Và họ cho thấy rằng là đây cũng là
bao hàm một cái việc, bởi vì dựa trên nhiều cái góc độ khác nhau để họ phóng tên lửa, cũng như là ở cái mức độ có cả tên lửa tầm ngắn, có là tên lửa tầm trung, thì người ta cho rằng đây cũng là một cái dịp để Triều Tiên đang thử các quả tên lửa của mình và thử phóng nó ở nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều cái vị trí khác nhau để tìm kiếm cái sức mạnh cũng như là cái lúc cần thiết có thể là có những cái đòn tiến công hủy diệt nhất. Thì chúng ta biết là đối với quả tên lửa tầm trung vào ngày 4 tháng 10 mà phía Triều Tiên đã bắn thì nó đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi vào cái biển Nhật Bản. Thì điều đấy cũng cho thấy rằng là những cái thông điệp của phía Triều Tiên trong cái việc các vụ mà phóng tên lửa gần đây là như vậy. Như anh vừa mới nói thì là Triều Tiên trong ngày 3 tháng 10 đã có phóng một quả tên lửa và bay ngang qua địa phận của Nhật Bản và khiến cho đất nước này phải báo hiệu cho người dân xuống hầm trú ẩn an toàn. Vậy thì những cái động thái này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình Nhật Bản nói riêng và các nước Đông Bắc Á nói chung? Chắc chắn là cái khu vực Đông Bắc Á nó sẽ trở thành cái khu vực mà đầy tiềm ẩn, đầy những cái nguy cơ khó lường. Chúng ta biết rằng cái bóng ma của một cuộc chiến hạt nhân luôn luôn ám ảnh và lơ lửng trên đầu của cả thế giới, nhưng mà đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Á. Và hiện nay thì Nhật Bản vẫn, mặc dù có sức mạnh, nhưng Nhật Bản cũng không phải là một cái quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân. Và Hàn Quốc cũng tương tự như vậy. Mặc dù Hàn Quốc có một số cái đầu đạn hạt nhân do phía Mỹ có đặt ở đây, nhưng mà gần đây thì phía Hàn Quốc đã rút đi nhiều. Cho nên là phía Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang phải xem xét trong cái việc là xây dựng lại một cái hệ thống phòng thủ hạt nhân tại cái khu vực này. Và điều đấy cho thấy rằng là cái bóng ma của một cái cuộc chiến tranh hạt nhân đang lơ lửng. Và chúng ta biết rằng là những cuộc chiến tranh hạt nhân là những cuộc chiến mà vô cùng nguy hiểm. Và nếu mà cái cuộc chiến hạt nhân bùng nổ ra khu vực Đông Bắc Á thì khả năng nó sẽ dẫn tới cái cuộc chiến tranh thế giới, trên toàn thế giới, chứ không chỉ còn là khu vực Đông Bắc Á nữa. Cho nên báo hiệu rằng đây là những cái vấn đề hết sức căng thẳng về an ninh của khu vực Đông Bắc Á cũng như trên toàn thế giới. Vâng, thưa anh Hoàng Việt, về phía Nhật Bản thì dù là chỉ trích Triều Tiên quyết liệt, nhưng mà Thủ tướng Nhật Fumio Kishida vẫn để mở cánh cửa đối thoại với phía Triều Tiên và cho biết là ông sẽ sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bất cứ lúc nào. Và có ý kiến cho rằng là áp lực từ bên ngoài để thay đổi Triều Tiên là rất khó, bởi vì như chúng ta đã biết là thế giới không thể cấm vận Triều Tiên nhiều hơn nữa và cái cách tốt nhất hiện nay đấy là đối thoại. Thế thì ý kiến của anh Hoàng Việt như thế nào về vấn đề này? Dạ vâng. Nói cho cùng thì trong cái bóng ma của cuộc chiến tranh như vậy thì tất cả các bên vẫn phải cần duy trì cái sự đối thoại. Nếu duy trì được thì nói những nhà một cái nhà ngoại giao lừng danh trên thế giới từng nói đó, tức là phải cứu vãn hòa bình ngay cả những phút cuối. Chính vì vậy cho nên là cái tốt nhất là không nên để nó xảy ra. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là nếu mà xảy ra chiến tranh thì cái hậu quả của nó rất lớn. Chúng ta đã thấy cái cuộc chiến ở Ukraine gần đây. Thì khi các bên không giữ được bình tĩnh và các bên đã có cái động thái về quân sự, thì rõ ràng là cho đến nay cả thế giới bị cuốn vào cái cuộc chiến ở Ukraine. Và cuộc chiến này cũng chưa bao giờ biết chấm dứt. Và nếu mà trong cái lúc mà cuộc chiến ở Ukraine chưa thể chấm dứt được mà lại bùng lên một cuộc chiến ở khu vực bán đảo Triều Tiên, thì rõ ràng là nó sẽ là một cái thảm họa rất lớn, không chỉ cho một vài quốc gia mà cho toàn bộ nhân loại. Cho nên là kể cả trong những lúc mà nước sôi lửa bỏng thì tất cả các bên vẫn phải giữ cái đầu lạnh. Và đó là một cái lý do để mà phía Nhật Bản vẫn muốn duy trì đối thoại là như vậy. Tuy nhiên, cũng như chị có trình bày đấy, thì cái việc cấm vận Triều Tiên trong suốt một thời gian dài qua của Mỹ và phương Tây, mặc dù khiến cho cái kinh tế của Triều Tiên không thể ngóc lên được, nhưng mà cũng không làm giảm được cái sức mạnh quân sự cũng như là những cái ý đồ quân sự của phía Triều Tiên. Và vì vậy người ta đã xem đến cái việc là nếu mà Mỹ và phương Tây cứ tiếp tục sử dụng cái con bài cấm vận, trừng phạt như vậy, thì liệu chăng nó sẽ có thể đem lại được những cái tiến triển tốt đẹp hay không? Hay là nó như cái cách nói của người Việt Nam chúng ta đấy, tức là lấy ân báo oán hay là lấy áo oán báo oán. Nếu cứ trả thù thì cái vòng xoáy này sẽ mãi mãi không biết bao giờ mới chấm dứt. Và cho nên là không chỉ là phía Nhật Bản mà tôi tin rằng là những cái người mà yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn mong chờ rằng là các bên có thể ngồi lại đối thoại được với nhau để tìm ra một cái biện pháp như vậy thì sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một vài quốc gia. Vâng, vậy thì dưới góc độ quan điểm của anh thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến địa chiến lược của khu vực Đông Bắc Á trong vòng một năm tới?
Khu vực Đông Bắc Á như đã trao đổi, nó đang tiềm ẩn rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á, nó là một phần của thế giới. Trên thế giới thì cái lục địa Á-Âu vô cùng quan trọng. Người ta cho biết rằng là lục địa Á-Âu đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Ai mà kiểm soát được khu vực lục địa Á-Âu thì có thể kiểm soát được toàn bộ thế giới. Và chính vì vậy chúng ta đã thấy là hiện nay, trước đó thì đã hình thành những cái phe, nhưng mà cái phe nó còn mờ nhạt. Và những cái quan hệ giữa các quốc gia có thể gọi là coi là đối địch, nó cũng đang phát triển rất mạnh. Sức mạnh về kinh tế, về giao lưu thương mại, nó đã khiến cho những cái bất đồng nó giảm bớt đi rất nhiều. Thế nhưng mà gần đây thì đặc biệt sau cái cuộc chiến ở Ukraine nó nổ ra, những cái biện pháp trừng phạt, cấm vận từ Mỹ và phương Tây đối với Nga, và Nga thì lại tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc và kêu gọi những sự ủng hộ từ cái quốc gia mà có quan hệ thân thiết với mình. Thì điều đấy, và càng ngày thì nó dẫn tới là thế giới đang càng phân chia một cách đậm nét hơn những cái phe trong đó. Mà chúng ta đã thấy một bên là phe Mỹ và phương Tây, và đương nhiên là ở khu vực châu Á thì Nhật Bản và Hàn Quốc là những đồng minh thân thiết của Mỹ, thì cũng luôn sát cánh với Mỹ trong tất cả mọi chính sách của Mỹ. Và bên kia thì Nga và Trung Quốc mặc dù không phải là liên minh quân sự, nhưng mà có những cái bước xích lại gần nhau rất nhiều. Và có những cái quốc gia mà thân thiết truyền thống với cả Nga và Trung Quốc cũng đứng sát cạnh bên họ. Và cái mối căng thẳng này càng ngày càng lớn hơn. Chúng ta đã thấy là không chỉ là cái câu chuyện mà căng thẳng giữa Nhật Bản với Triều Tiên, hay là giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, hay là Mỹ với Triều Tiên, mà ngay cả Nga và Nhật cũng có những mối căng thẳng. Để chúng ta đã thấy gần đây đấy, mới đây nhất là Nhật Bản đã tuyên bố là trục xuất một nhà ngoại giao Nga để trả đũa lại cái việc trước đây Nga đã trục xuất một nhà ngoại giao Nhật Bản. Và cũng như là một cái biện pháp trả đũa lại, thì Nhật Bản cũng tuyên bố rằng là Nhật Bản không chấp nhận và không thể ngồi với ký hiệp ước hòa bình với cả Nga được lúc này. Và điều này cho thấy rằng là cái mối căng thẳng không chỉ là giữa một quốc gia mà nhiều quốc gia với nhau. Và trong cái bối cảnh cả thế giới càng ngày càng chia phe và đối đầu nhau như vậy, thì chắc chắn là khu vực Đông Á nó cũng là một những cái gọi là chiến địa ở đó. Và vì vậy trong một năm tới thì khả năng rằng chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề nó tác động. Thứ nhất là cái cuộc chiến ở Ukraine sẽ chưa chắc đã chấm dứt, cho nên là cái hoạt động giữa hai phe tiếp tục được dâng cao. Và điều này nó sẽ dẫn tới là những cái mối căng thẳng giữa các quốc gia như là Nga với Nhật, hay là Nhật với cả Triều Tiên, hay là Hàn Quốc với Triều Tiên, vân vân, nó vẫn không giảm bớt. Và trong cái bối cảnh đó thì Triều Tiên đang có những cái bước mà thấy rằng là đây là cái lúc mà Triều Tiên phải thể hiện. Chúng ta biết rằng là Triều Tiên đã 5 năm không có những cái vũ khí thử vũ khí hạt nhân nào. Nhưng mà trước những cái vụ phóng tên lửa như vậy thì báo hiệu rằng, cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho biết rằng là nó báo hiệu là Triều Tiên trong thời gian sắp tới sẽ thử một cái vũ khí hạt nhân vào lần thứ 7. Và cái thời gian thử vũ khí hạt nhân này sẽ trùng vào cái thời gian mà phía Trung Quốc đang tổ chức đại hội đảng, và cũng trước kỳ bầu cử giữa kỳ của phía Mỹ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái vấn đề nó tác động, và nó khiến cho cái tình hình của Đông Bắc Á cũng như là tình hình của trên toàn thế giới trong khoảng một năm tới nó sẽ vô cùng khốc liệt, căng thẳng và đầy những sự đối đầu. Đó có thể ngắn gọn một sự dự báo trong cái thời gian sắp tới là như vậy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Việt với những chia sẻ vừa rồi. Và những chia sẻ vừa rồi của anh Hoàng Việt cũng đã khép lại chương trình Bình luận Quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hoàng Việt đã dành thời gian đến tham gia chương trình, và chúng tôi mong gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình. Dạ vâng, xin cảm ơn.